ngày 21 tháng 12, thứ năm tuần 3 mùa vọng. Bởi đâu mà tôi được ơn này, là mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Isabe. Và bà Isabe được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Bởi đâu mà tôi được ơn này, là mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng do Chúa Thánh Thần khởi động và tác động để cuộc gặp gỡ ấy biến thành niềm vui cho nhau, cho mọi người. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Đức Maria qua lời sứ thần truyền tin là cuộc gặp gỡ kỳ diệu, mang lại niềm vui vĩ đại cho nhân loại. Và sau khi đã nhận lấy thai nhi Giêsu trong lòng, mẹ Maria đã lên đường viếng thăm chị họ là Elizabeth. Lại có thêm một cuộc gặp gỡ diệu kỳ. Hài nhi trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng, và bà cất tiếng lên ngợi khen Thiên Chúa: Bởi đâu mà tôi được ơn này, là mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi. Mẹ Maria, người tiên phong nhận ý Chúa Thánh Thần đem Chúa Giêsu đến thăm nhân loại, mẹ nối tiếp cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đúng là Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Sách Diễm Ca trình bày cuộc viếng thăm ấy thật tha thiết chân tình, như chuyện thăm nhau của đôi tình nhân đầy lãng mạn. Tiếng người tôi yêu đầy người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tự hưu con. Đó, người đứng sau vách nhà chúng tôi, ngó qua cửa sổ, nhìn vào trấn sông. Này người tôi yêu nói với tôi: Hãy trỗi dậy, mau lên, bạn tình ta, bồ câu ta, kiều nữ ta, hãy đến. Vì tiết đông đã qua, mưa phùn đã dứt, trăm hoa đơ nở trên đất nước chúng ta. Thời cắt tỉa đã đến, tiếng chim gáy véo von trên đất chúng ta. Cây vả sinh trái đầu mùa, vườn nho trổ hoa thơm ngát. Hãy trỗi dậy, bạn tình ta, người đẹp ta, hãy đến. Bồ câu ta trong hốc đá, trong kẹt gành, hãy cho ta thấy mặt mình. Tiếng mình hãy thánh thót ở tai ta, vì tiếng mình êm ái, nét mặt mình xinh tươi. Vâng, sách Diễm Ca thật mượt mà và tình tứ. Hãy trỗi dậy, mau lên bạn tình ta, bồ câu ta, kiều nữ ta, hãy đến. Hãy mở cửa tâm hồn, mở cửa mái ấm nhà mình, và bước ra khỏi cái lâu đài vỏ ốc của mình mà đón mừng Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đoái tới nỗi cùng khổ của dân người, Thiên Chúa bước xuống viếng thăm dân người. Quả thực, con Thiên Chúa Giáng sinh là một bước xuống của tình thương vĩ đại. Sách Sophonia viết: Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy sung sướng và hết lòng hân hoan, Chúa là vua Israel ở giữa ngươi. Thánh Vịnh Bà Hai reo lên: Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, hãy ca mừng người bài ca mới. Quả thực, không có cuộc tình lãng mạn nào ở trần gian này có thể sánh ví với cuộc tình nồng nàn thắm thiết của Thiên Chúa yêu con người. Một cuộc tình bước xuống, con chưa kịp ngước lên thì Ngài đã bước xuống. Con chưa bừng hy vọng, người đã thắp tin yêu. Thiên Chúa đã đi bước trước và bước xuống thực khiêm hạ, nhưng anh dũng, thật âm thầm nhưng vĩ đại. Có người nhờ ông Tư viết cho câu đối để treo trước hang đá nhà mình.
Ông Tư chạy đến xem hang đá thế nào. Ôi trời, Chúa Giêsu nằm giữa một đống ve chai hỗn độn, có cả lon bia, giấy vụn và cả những thứ đồ sắt, đồ đồng han rỉ. Hóa ra ông bà ve chai trân trọng đón Chúa đến với cái nghề nghiệp bé nhỏ của mình. Ông Tư nói với Chúa: lạy Chúa, con biết viết gì đây? Đến trưa, ông mang đến cho ông bà ve chai câu này: cõi thánh hạ mình nằm chốn tục, nơi phàm nâng cánh hóa cung thiêng. Lời Chúa mời gọi các gia đình hãy vui mừng đón Chúa Giáng sinh với lòng tạ ơn một tình yêu vĩ đại. Đừng quá bận tâm những chuyện mừng lễ cách hình thức bên ngoài, nhưng hãy nhận ra, vui mừng, đáp trả bằng việc khao khát đón nhận Chúa Giêsu và nhờ lời Người để từ nay sống vui, sống thánh. Lạy Chúa, xin cho các gia đình vui mừng mở cánh cửa căn nhà tâm hồn tinh tuyền, xinh đẹp của nhà mình ra mà đón Chúa Giêsu đang đến thăm viếng và chúc phúc lành bình an. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời.